nhân viên karaoke muốn thoát y tiếp khách. Ngày 15 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bình Dương lập hồ sơ xử lý quán karaoke Diamond, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, Bình Dương, nơi để các nữ tiếp viên thoát y phục vụ khách. Khoảng 22 giờ 20 ngày 14 tháng 1, đội phòng chống tệ nạn và mua bán người thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động, đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh Bình Dương kiểm tra hành chính cơ sở karaoke Diamond. Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại phòng số 607 của cơ sở có 4 nhân viên mua thoát y phục vụ khách. Trong số khách đến quán karaoke có 19 khách người nước ngoài, 15 khách người Việt Nam nhưng không có giấy tờ tùy thân. Tổng số nhân viên có mặt tại quán là 89 người, trong đó có 14 người chưa được cơ sở ký hợp đồng lao động.